chào, mình là em Hero. Một hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn một vài deck dễ đánh cho event lần này. Lưu ý, các thẻ bài của bạn phải đủ cấp 9, 7, 4. Một vấn đề về Elixir, bạn không cần bận tâm nhiều, vì đây là nhân 3, cho nên bạn hãy mang những deck có trung bình từ 4.0 đến 5.0 đều ổn. Khi gặp những deck cycle nhanh, bạn phải thủ trước sau đó tấn công hai đường khác nhau, vì một đường dễ bị chết bởi các spell của đối phương. Vì mang deck cục thế này nên thường bạn phải đánh tới trụ thứ hai và trụ thứ ba. Và cách đánh cực kỳ đơn giản, cứ thủ xong dồn quân rồi đẩy đẩy thôi. Gợi ý về cách xây dựng deck, thường sẽ có 2 đến 4 spell, còn lại là các thẻ bài mạnh, giá trị elixir cao như Thury Musketeer, Pekka, Mega Knight và đôi ngựa. Và dưới đây sẽ là 3 gợi ý của mình. Đừng quên ấn đăng ký kênh, like, share nhé, vì nó miễn phí. Hello, I am Mhero 1. Today I will give you some easy to play decks for this event. Note, the level of the cards must be 9741. The problem of Elixir, you do not need much bother because this is triple Elixir. So let's take the deck from average 4.0 to 5.0 is fine. When encountering fast decks, you must first attack two different paths because one path is easily killed by enemy spells. Because of this, you usually have to hit the second tower and the third tower. And very easy to hit, just complete the defense and then push. Hints on how to build a deck, usually there will be 2 to 4 spells. The rest are strong cards, high elixir values such as 3 Musketeers, Pekka, Mega Knight and Double Horse. And here are 3 suggestions. Do not forget to subscribe to the channel. Like, share because it's free. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you win this game.
Nhớ subscribe để nó miễn phí.